yêu là cưới. Lần là tự nhiên ghen tuông đâu không biết á, Trúc nhận ra bằng dục ra ngoài sông luôn, quăng xuống sông luôn, quăng xuống sông luôn. Trời đất. Và ngay bây giờ sẽ là cặp đôi thứ hai của chương trình, xin mời. Chào hai em, em chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em là Ánh Hoa, hiện năm nay em 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học ngành gì? Dạ em học quản trị kinh doanh ạ. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo. Mình là Hoàng Hồ Phước, bưu tá của 19 Viettel. À, đang làm ở quận 4. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Em và anh này thì gặp nhau trong một hoàn cảnh em đi xin việc làm part time ở quán cà phê, anh này làm quản lý. Thì em làm ca tối còn anh này làm ca sáng. Chỉ biết nhau qua những cái lần mà giao ca chung thôi. À, ấn tượng các bạn gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Có những buổi tăng ca thì thấy bạn này làm tốt. À, bạn nữ mà siêng năng rồi lại hay giúp đỡ những bạn nữ khác nữa. Nói chung là có nổi trội lắm. Lúc nào thì hai bạn mới chính thức là quen nhau? Ai tỏ tình với ai trước? Trong quá trình em làm ở đó thì em không có nói chuyện với anh này, chỉ là về kết bạn Facebook xong để đó thôi. Sau này nghỉ làm thì mới nhắn tin nói chuyện qua lại, nhận làm anh em kết nghĩa với nhau. Nuôi. Rồi sau đó như thế nào? Rồi hai bạn bắt đầu đi chơi với nhau. Dạ đúng. Rồi bao lâu thì mới tỏ tình? 3 tháng sau khi đó mới đi, gọi là thân mà đi chơi. Nụ hôn đầu tiên có nhớ không? Dạ nhớ. Là hôm đó là đi chơi tới 3 giờ sáng mới về. Hẹn hò nhau ra phố đi bộ, hai đứa ngồi nói rất là nhiều thứ về dự định tương lai, về ước mơ. Tức là có một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên là tất cả những gì bạn này nghĩ trong đầu thì em đều nói ra. Và hai đứa nói là thôi rồi, sai quá sai rồi. Đi phố đi bộ xong rồi em mới nói là em thích được đi ngắm hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Thì bạn này mới chở em đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ để ngắm hoa. Lúc đó là 1-2 giờ sáng rồi. 1-2 giờ sáng đi ngắm hoa, thú vui tao nhã ghê. Lúc đó hoa mới về chợ. Không, mà hoa nó về lắm mới về. Đúng rồi, 2 giờ á, 2-3 giờ. Giờ đó mới về mới nhiều. Sẽ tải đổ hoa xuống. Dạ. Xong rồi bạn này mới chạy đi khắp chợ luôn mua hoa hướng dương. Tại em chỉ thích hoa hướng dương thôi. Nhưng mà cuối cùng hai đứa về tới cổng thì bạn này mới níu tay mình lại và tặng mình một nụ hôn đầu tiên. Cảm giác thế nào? Mắc cỡ chị. Mắc cỡ. Hai đứa 3-4 giờ sáng còn mắc cỡ gì nữa. Từ đó đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ là 5.5 rồi. 488 ngày. Quá dữ dễ sợ. Từ đó đến nay thì hai bạn có những kỷ niệm gì với nhau đáng nhớ? Kỷ niệm đáng nhớ chắc cái lần mà em với bạn của em đi phát bánh mì từ thiện. Thấy những cái mảnh đời cơ nhỡ bên ngoài á thì hai đứa mới quyết định là hùng tiền lương làm thêm vào rồi đi mua, tự đi đặt mua bánh mì. Sau đó 11 giờ khuya thì sẽ chạy xe khắp các con đường ở Gò Vấp á, để phát bánh mì cho những người vô gia cư. Thì hôm đó bạn này thấy một cái cô dọn vệ sinh á, cô lao công dọn vệ sinh bên đường, thì bạn ném dừng xe và đi qua đường. Xong rồi bạn phát ổ bánh mì thì cô kia gửi lời cảm ơn tới bạn. Thế là bạn đứng bên đường, bạn nhún nhảy hai tay này kia các kiểu như là một đứa con nít luôn. Mà lúc đó mắt bạn sáng rỡ luôn. Thực sự là cái hình ảnh lúc đó là chắc không bao giờ em quên được. Tại vì thực sự là trái tim của bạn và tâm hồn của bạn nó quá là ấm đi. Lúc đó thì tự nhiên thấy cảm thấy cái việc mình làm là vui thôi. Dạ. Thì quá tốt ha. Một lần là tổ chức sinh nhật lần đầu tiên của em á. Trong đời hàng là 6 giờ tối là đi chơi. Đợi hoài tới 7 giờ rồi gọi điện không nghe máy. Tới 8 giờ cũng gọi điện không nghe máy luôn. Xong rồi tự nhiên 8 giờ rưỡi gọi cho em là nói qua quán cà phê đó. Lên mở cửa ra cái là thấy trên bàn có bánh sinh nhật, có nến hình trái tim như này. Lúc đó là em sung sướng và xúc động ha. Xúc động rồi. Khóc tại chỗ luôn chị. Có khóc nữa hả? Khóc chị. Mới rưng nước mắt thôi. Rưng nước mắt thôi. Nhưng mà tính giận em rồi, lúc đầu lên gọi điện thoại là anh qua bên quán cà phê đi, em mới học xong ra là kiểu như là qua đó làm gì này kia, tức là giận dỗi này kia. Là tự nhiên ghen tuông đâu không biết á. Ai ghen? Đó, mình đây ghen bên đó à? Dạ. Xong rồi nói thôi anh ra bờ sông đi. Ra đó cho mát. Rồi ngồi hai đứa nói chuyện. Tự nhiên đùng cái đòi chia tay. Xong rồi em không chịu. Thì lúc này 14 tháng 2 á, là em tặng một cặp nhẫn như nè. Đó là chính thức quen nhau á.
thì bằng rút nhẫn ra, bằng dục ra ngoài sông luôn. Quăng xuống sông luôn. Quăng xuống sông luôn. Trời đất. Ồ. Trời ơi. Sự thật là như vậy. Là lúc đầu là em rất là giận luôn. Tại vì thực sự là ông này tốt quá mà. Thành ra em gái nuôi, em gái kết nghĩa, rồi bạn gái thân đồ nhiều lắm. Cũng giống em thôi. Đó, thì khi mà quen rồi thì ông này vẫn giữ cái mối quan hệ đó, tức là vẫn nhắn tin, nhưng mà kiểu như quan tâm thì cũng quan tâm ngang bằng em luôn, cũng hỏi thăm là ăn gì chưa, đi làm về có mệt không này kia. Đúng rồi, mình con gái mà mình cũng phải ghen. Dạ. Thì xong cái cũng giận nhiều lần rồi mà không có chừa, nên là thôi lần này là giận luôn. Hôm đó là em đeo hai cái nhẫn, một cái nhẫn tay này với một cái nhẫn em rất là thích đeo con này. Ngồi nói chuyện xong hồi tức quá, tính ném nhẫn rút ra rồi. Xong có suy nghĩ lại nói, nhưng mà thôi cũng phải hù cho ông này một trận cho ông sợ. Cáo nhẫn. Dạ đúng rồi, em giấu cái nhẫn để một bên, xong em rút cái nhẫn đeo bên tay này em ném xuống sông. Tại nghe cái tỏm cái là ông này bên kia là khóc luôn. Rồi. Khóc luôn rồi. Mình ước quá ha. Dạ. Mình này mạnh mẽ vậy đó, mà cái gì cũng yếu đuối hết trơn vậy. Em mới kêu là thôi bây giờ dù sao mình cũng chia tay rồi thì thôi anh nắm tay em lần cuối đi. Thì mình cố tình là mình đã đeo lại cái nhẫn rồi. Ông không thấy. Dạ đúng rồi, mãi khóc mà đâu thấy đâu. Đưa tay cầm luôn rồi nắm lấy tay này luôn, thấy cái nhẫn luôn mà cũng không biết là nhẫn đó là còn trên tay. Thì vẫn khóc tiếp. Bây giờ anh có mở mắt ra không? Anh coi coi trên tay tôi còn cái nhẫn đây nè. Thế là thấy cái nhẫn là ngoài khóc lớn hơn đó, là nguyên bờ sông bao nhiêu cặp ngồi nhìn nhau. Trời ơi. Cảm giác đó tôi hiểu, cảm giác đó là tự nhiên mình bị vừa sung sướng mà lúc đó khóc phải từ vừa khóc xong rồi cũng cười òa lên đúng không, là vừa cảm thấy mình bị lừa mà vừa thấy sung sướng là chưa sao á, phải không? Trời ơi, có biến cố mâu thuẫn gì giữa hai bạn nữa không? Biến cố thì cũng nhiều lắm chị. Khi mà bạn đó có ý định là dắt em về ra mắt gia đình á thì em từ chối. Thì ngày hôm đó là đúng là kỷ niệm 5 tháng á, là em có nói với bạn là trước giờ thì em có đi khám thì bác sĩ có nói em là bị đa nang buồng trứng. Và nếu mà sau này kết hôn thì rất là khó có con và có thể là hiếm muộn luôn, không có con được. Thì em có nói là dù sao bạn này bây giờ cũng lớn tuổi rồi, thì bạn đã thực sự rất là thích con nít và em thấy được điều đó trong ánh mắt của bạn. Nên là em mới quyết định là thôi mình dừng lại đi, mình để cho bạn đó đi tìm một cái hạnh phúc nào đó khác hơn mình. Em mới quyết định là em nói chia tay với bạn này. Em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Cuối cùng thế nào? Nhưng mà em không đồng ý. Bạn này có nói một cái câu là dù sau này có như thế nào, dù không có con cái thì chỉ là cái là trời cho thôi, tình duyên thì tới thì hai đứa mình là tới. Vậy là bạn có chịu liền không hay là bạn vẫn nhất quyết là chia tay? Vẫn là nhất em vẫn nhất quyết chia tay. Thì anh này một mặt là ảnh ở bên cạnh, ảnh động viên chia sẻ, còn một mặt thì ổng lại nhắn tin riêng cho bạn thân của em. Thì ổng mới nói là em động viên Hoa đi khám và điều trị giúp anh, dù Hoa có như thế nào đi nữa thì anh vẫn không bao giờ bỏ Hoa cả. Thì tới quen nhau được 7 tháng, 7-8 tháng gì đó. Thì trong cái mối quan hệ công việc và học tập của em thì nó có xảy ra một số việc khiến cho em thật sự rất là sốc. Stress. Và em rơi vào cái trạng thái là em thu mình lại, em không muốn nói chuyện với ai hết. Bình thường em là một người rất là hoạt ngôn. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó là em không có nói chuyện với ai cả. Kể cả bạn này luôn. Trầm cảm. Người bị trầm cảm á hả? Dạ đúng rồi. Làm thế nào để vượt qua được cái đó? Nói chung công việc coi hình như em bỏ qua một bên luôn á. Là cố gắng hoàn thành công việc trước 5 giờ chiều. Và chạy từ quận 4 qua mỗi tối. Dẫn bạn đi chơi nói chuyện nhiều hơn. Rồi rủ thêm bạn thân của bạn này nè. Đi ăn uống trà sữa. Thì cũng được một tháng á. Thì dạ, bình thường trở lại. Nói chung là cũng nhiều thăng trầm, nhiều biến cố ha. Về phía gia đình thì gia đình hai bạn ủng hộ hết ha. Cái chuyện mình có kế hoạch gì cho hôn nhân chưa? Em thì em dẫn bạn gái này về nhà ra mắt ba mẹ rồi. Dẫn về thì cả gia đình là ai cũng đồng ý, ai cũng thích hết. Ai cũng chịu vậy. Dạ. Còn bên gia đình em? Dạ, gia đình em thì có gặp Tết thì bạn này có xuống nhà một lần. Nhưng mà với cương vị là bạn bè thôi. Nhưng mà mẹ thì chắc mẹ cũng tin ý, mẹ cũng nhận ra. Nhưng mà mẹ có nói với mấy dì, mấy cô, với lại nói với em gái em là thằng này chắc không được đâu. Tại vì thực sự là
nhìn nó vẻ bề ngoài rất là khó tính, sợ là gia trưởng thực sự là mẹ cũng không thích. Nên là từ đó tới giờ quen nhau 1.5 năm nhưng mà em cũng chưa bao giờ em tâm sự chuyện này với mẹ cả. Mình có kế hoạch gì về ngày nào đám cưới gì không? Dạ tụi em dự định là 2 năm nữa. 2 năm. Dạ tại vì em bây giờ đang là sinh viên năm cuối rồi, tụi em muốn là ổn định. Em thì em muốn là học xong là em cưới luôn á, nhưng mà không coi như gia đình bên đây là đồng ý hết rồi, bên đây là vẫn chưa. Dạ. Vẫn chưa thuyết phục được một cách, như là cũng chưa công khai nữa, có dạ. lần đó thôi rồi cũng im luôn, chưa có chia dạ. sẻ gì thêm đúng không? Dạ, đúng. Còn hai bạn tự kết, tự là tự lập kế hoạch cho mình là khoảng 2 năm nữa. Dạ. À, mình mong muốn đối phương thay đổi điều gì? Tại vì bạn này thực sự là bạn nó rất là hiền, rất là ấm áp, nhưng mà mỗi tội á là hiền thì sẽ đi đôi với cọc. Mỗi lần mà bạn này giận lên á, bạn rất là cọc và không có đụng tay đụng chân gì đâu, nhưng mà hay đập đồ. Đập cái đồ. Giận đó là do ai gây ra? Là dạ, do công việc. Em. À. Do đập em. Đồ rồi có tiền đâu mua lại rồi cố tốn kém tiền bạc chi vậy? Đập đồ hoặc là đập bản thân bạn đó, tự đập vô trái tim bạn đó. Đánh vô người á hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì bớt cái đó. Kiểu bực mình nó chỉ tỏa buồn dồn nén á thì giải tỏa ra thôi. Còn em muốn bạn gái mình thay đổi điều gì? Đừng ghen tuông như vậy nữa. Dạ. Cái bạn này thì hay ghen tuông, chỉ nhìn nhắn tin với gái thôi là ghen tuông rồi. Thật ra thì hai bạn đã kế hoạch còn tới 2 năm nữa mới đám cưới, thì thật ra 2 năm nữa nó cũng là một khoảng thời gian dài đủ để hai bạn tìm hiểu nhau thêm và điều chỉnh bản thân để mà phù hợp với đối phương, để mà cả hai có thể hòa hợp được để tiến tới hôn nhân. Thì cũng còn một khoảng thời gian dài, trong thời gian đó 2 năm thì cũng đủ để cho em có thể đem anh ấy về để thuyết phục gia đình, để gia đình mình đồng ý nếu mình đã chọn ha. Còn những cái mà như mình cọc tính quá đôi lúc thì chị nghĩ là mình cũng phải tự kềm chế. Đến một lúc nóng quá, bây giờ chưa vợ chưa lấy được, mình tức quá ơi đập đồ, nhưng mà tới lúc một lần nào đó lỡ mình quá nóng mình không kềm chế được, mình lỡ tay mình đập bạn gái mình, người vợ mình. Hình ảnh đó thì em thấy nhiều rồi đó, cho nên là ngay từ bây giờ em phải cố gắng còn 2 năm để tự điều chỉnh hoàn thiện bản thân. Mình đừng có nói chia tay hoài, khi mình cứ hở đụng chuyện mình chia tay, đụng chuyện chia tay thì cái chia tay của mình không có ý nghĩa. Mình đã quyết định chọn nhau rồi là mình không có chia tay nữa, xây dựng thôi. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một cái chìa khóa để mà tìm được cái tiếng nói chung, để hai bạn có thể nắm tay nhau đi trọn một cái quãng đường dài. Chúc hai em hạnh phúc ha, cảm ơn. Các bạn còn điều gì muốn nói với nhau nữa không? Nhờ chương trình này để có thể mà cho mẹ em thấy rằng là thực sự là 1.5 năm thì không phải là dài cho một chuyện tình yêu, nhưng mà với những gì mà anh ấy đã ở bên cạnh đồng hành chia sẻ và anh ấy là động viên và giúp đỡ em như thế nào, thì mong rằng mẹ sẽ hiểu và mẹ sẽ chấp thuận con người của anh ấy. Con nghĩ là bạn cũng phải nói cái gì đó cho mẹ của bạn gái mình cảm thấy yên tâm hơn. Thì con thì chỉ là lớn rồi, con đã xác định yêu Hoa rồi, đó là quyết định cuối cùng của con rồi, chứ không có thay đổi. Sau này không để Hoa khổ đâu mà sợ. Hôm nay cũng cảm ơn chương trình. Thì em cũng muốn có một cái món quà nhỏ nhỏ để tặng bạn của mình nhân kỷ niệm đặc biệt này. Rồi, rồi mời bạn. Và anh có một cái này này, mỗi mỗi một cái kỷ niệm á thì anh đều tặng cho em một cái nhẫn để tượng trưng cho một cái kỷ niệm đặc biệt nào đó. Thì hôm nay coi cũng là một kỷ niệm đặc biệt thì anh tặng cho em cái nhẫn. Còn mỗi kỷ niệm là tặng một chiếc nhẫn hả? Dạ. Rồi tới 2 năm nữa chắc là nhiều nhẫn lắm ạ. Có lột dục nghe em. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Em hứa là em sẽ thay đổi để tốt hơn. Ngoài kia cuộc đời vùi dập em sẽ là một con sư tử để chống chọi lại nó. Nhưng mà em hy vọng là về nhà em vẫn là một con mèo con của anh. Dễ thương. Hai bạn ha. Yêu là cưới.